Hai tháng này có tivi đấy này. Bạn có mũ không? Nó có mũ không? Đâu mũ. Mời về anh mũ đọc để bữa ăn đi cũng đi đó. Em gì em bán đi hai thằng em nói hai thằng ấy là ngủ nó đâu chứ hết. Mấy thằng em mình là chụp lại về em bán đi là mẹ còn ngủ mà mẹ nó anh nói em lại gửi lại nghe có bên đó em miếng bên ngoài ngàn đó ăn mới miếng ăn ừ tối qua có miếng ăn trên bán đi được cò qua nữa cò bụi bán ăn bán ngủ chứ bạn công nhân đã có thành con ngón này. Anh đem bệnh của anh mới nuôi đó mày. Tháng này rạn bệnh gì đâu mới. Đi chợp đen nhé. Đi dạo đi, đồ đen phân đi dạo chưa? Đang rồi. Đi phân đỏ rồi.